Thưa quý vị, xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay. Thời gian qua, việc tăng cường cải cách hành chính trong Đảng gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng chú trọng. Với sự vào cuộc đồng bộ cùng nhiều giải pháp quyết liệt, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong công tác Đảng từ thành phố đến cơ sở. Đây là một buổi sinh hoạt của chi bộ 1 Chính Trạch thuộc Đảng bộ phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Qua hướng dẫn quét mã QR có sẵn trên móc khóa do Đảng bộ phường cấp phát miễn phí, các đảng viên của chi bộ đã nhanh chóng cập nhật các thông tin liên quan được Đảng bộ phường quán triệt chỉ đạo. Tôi tin tưởng rằng thì một thời gian dài sử dụng thì các đồng chí đảng viên lớn tuổi sẽ sử dụng thành thạo cái mã QR gốc của Đảng ủy. Tôi thấy đây là một cái công nghệ ứng dụng rất tiện lợi cho các đồng chí đảng viên sinh hoạt ở chi bộ hiện nay. Quản lý đảng viên do đấy là cái giúp cho đảng viên tham khảo tra cứu được những cái là hồ sơ dữ liệu của đảng đến người đảng viên rất là gần. Hiện nay, mỗi ngày bộ mã QR của Đảng ủy phường Tân Chính có khoảng 80 lượt truy cập sử dụng. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn. Cũng như Tân Chính, nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với lộ trình phù hợp, gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phương án tuyên truyền cũng đã được đổi mới, phù hợp để lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhất là việc ứng dụng các trang mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền. Từ đó chúng tôi đã nắm được tình hình tư tưởng cũng như là tuyên truyền các nội dung của quận ủy, ủy ban dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đến với các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như là toàn thể nhân dân. Ứng dụng cái công nghệ thông tin chuyển đổi số này giúp cho công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng của đảng, công tác tuyên truyền trong đảng ngày một hiệu quả hơn. Từ năm 2020, Đà Nẵng triển khai đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng và đến nay sau 3 năm, 14 trên 19 chỉ tiêu cụ thể đề ra tại đề án đã hoàn thành, 5 trên 19 nội dung triển khai đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, thành phố cũng đã triển khai thí điểm xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Chúng ta cũng sẽ nhân rộng qua cái này thì bằng cách là cung cấp rồi quản lý cái hoạt động sinh hoạt và cái câu chuyện nghiệp vụ trong công tác quản lý đảng viên nó cũng sẽ có thuận lợi hơn, nhưng mà nó cũng đòi hỏi là cái trình độ và cái ứng dụng vận dụng công nghệ thông tin nó cũng phải đầy đủ hơn. Đến nay Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số với sự lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên 3 trụ cột. Trong nỗ lực cải cách, việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng đã góp phần tạo chuyển biến, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng của đảng bộ thành phố.